Vâng, xin chào mừng các bạn quay lại đến kênh của mình. Thì mình là WinFan đây. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở server WiiWii. Bữa nay là ngày mấy ta? À, bữa nay là ngày 25 rồi. Hiện tại mình quay là chắc bước sang ngày 26 rồi các bạn ạ. Thì hiện tại cái lúc mình đang quay là đã hay là 2 giờ rồi. Sao ta? Mình sẽ điểm nha sự kiện bên server WiiWii luôn ha. Thì mấy rài chúng ta làm bên server Đài Loan nhiều rồi, không ghé qua thăm WiiWii để WiiWii nó sẽ cảm thấy rất là bất công ha. Tại vì mình vẫn có hỗ trợ WiiWii nhưng mà chỉ là một ít thôi. Mình biết cái gì thì mình sẽ hỗ trợ cái đó ha. Mong các bạn ủng hộ ha và thông cảm giùm mình nha. Xin lỗi vì sự bất tiện. Cảm ơn. Chúng ta sẽ đến với sự kiện đầu tiên, đó là sự kiện gói hoa tuyết. Mình gọi cho nó nôm na văn minh tức là gói hoa tuyết. Thì cái gói này là sẽ là cái mình sẽ nói chung là cái gói này sẽ là cái gì ta? À, kiểu như là cái nền avatar. Cái gói này thì có thể gọi là skin hoặc là hồn vũ khí. Cái gói này chắc chắn là tướng một con LR. Mình nghe nói là con King, con ca phẩy và con mê, con gì ôm cái ôm con Metacool gì đó, chỉ là một mớ đồ mảnh vạn năng các kiểu ha. Mình không biết có kèm cái hồn vũ khí không thì mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết là cái gói cuối cùng mình là được con King XIV, con à phải, mình xin lỗi mày, con King XIV và là con King LR, con King tư chất 15 á, con King LR các bạn. Con mình sẽ đưa hình luôn, đó là trong sẽ có ba con này đây. Đâu rồi? Đây, con này. Con này một con. King ô lộn ca phẩy nè. Hai con. Nè, con King nè, nó ha. Tư chất 15. Bên Taiwan mình gọi là LR không à. Mấy con tướng LR không à. Chứ mình ít khi nào mình gọi thẳng tư chất 15 lắm. Mình sẽ nói là LR, LR, UR là biết à. Tại vì nó cũng không phân, nó cũng dễ hiểu. Tại vì mình chơi bên server đài, nói chung mình hỗ trợ server đài nhiều. Bây giờ là mình quen cách gọi nó rồi. Mong các bạn thông cảm cho mình ha. Thì nay là có sự kiện, ta gọi là, cái này là sự kiện ghép hình nhận quà. Hình này thì kiếm chắc làm nhiệm vụ. À đúng rồi, đánh rớt ra làm nhiệm vụ kiếm. Các bạn sẽ kiếm được mảnh, như các bạn quét nhiều các bạn sẽ kiếm được mảnh, các bạn ghép từ từ. Ghép xong rồi các bạn sẽ được những phần quà trong đây. Cái này là quay nhà net. Quay nhà net vàng là quay cái chỗ mà bằng, nếu mà các bạn thường thường, nếu mà các bạn không có cái này á thì các bạn sẽ quay tốn bằng kim cương. Còn nếu mà có cái này rồi á thì quay chỉ tốn cái này thôi. Cái này là mảnh viện trợ tư chất 15. Cái này là kiểu như mảnh vạn năng, kiểu như mảnh vạn năng nhưng mà nó chỉ dùng cho viện trợ của tất cả các con tư chất 15, là ta gọi là LR các bạn. Cái này là chip. Cái gen gì đó. Nói sao nào? Chip hay gen là mình quên mất tiêu rồi. Còn cái này là vé quay kim cương. Cái này là chắc mình khỏi nói, các bạn cũng biết ha. Cái này là để nâng cái này thì phải, nâng cái nhà net đây các bạn. Nè, thấy không? Đó, nó có một cục xanh đó. Rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. À, còn cái này nữa. Cái này thì phần quà nạp thôi. Nông dân thì mình khuyên các bạn lên VIP 2 được rồi. VIP 2 là được. Cái này là các bạn mua chắc sẽ tính VIP thôi. Chỉ là không, như nó không cộng kim cương nhưng mà nó sẽ tính VIP cho các bạn. Cái này, này là VIP. Đây. À, mỗi ngày các bạn sẽ được nhận miễn phí. Cái này là gì? À, cái này là thanh toán. Khoảng mình mua 60 tệ là mình sẽ mua hết cái đống này ha. 199 ngàn.
199.000 các bạn sẽ được hai mảnh vạn năng. Cái này là cái đồ chọn kiểu như là chị cương thần, vé quay kim cương này, tùm lum mấy cái đồ mình cũng không rành lắm các bạn. Tại vì mình ít chơi server này, mong các bạn thông cảm với mình nha. Bình hơi lật. Được. Được nhận nè. Ủa được. Ủa. À, cái này 5.000. Cái này là 1 tệ, này là 3 tệ, này là 6 tệ. Nếu mà các bạn 9.000 các bạn mua hết luôn thì trăm mấy. Nè, mình nhắn cho các bạn coi luôn nè. 22.000. Ủa ngộ vậy. Còn cái này thì mấy cái đồ linh tinh thôi. Mấy cái đồ để nâng mấy cái nguyên liệu đó các bạn. Thì cái này cửa hàng mình tạm gọi là cửa hàng mini đi. Đồ thì tại server WeWe này á, có cái ngon có cái lạ, ưu đãi rất là nhiều. Thật sự ưu đãi nhiều nhất trong tất cả server luôn, mình tuyên bố. Cái server WeWe này ưu đãi rất là nhiều thứ. Nhưng mà có điều phải có VIP các bạn mới dễ sống, còn không có VIP thì rất là khó sống nha. Ít nhất là VIP 2 để các bạn quay hồn vũ khí, không thì chỉ có ăn hành thôi. Không có hồn vũ khí thì cũng ăn hành thôi. Tại vì còn nếu mà bạn chơi không kiểu hồn vũ khí chơi vui á thì được, mấy con tư giác cũ thì vẫn ít mắt, vẫn bình thường được. Nhưng mà ít khi nào mà chơi hay mấy con mình thích lắm. Mình cảm thấy là mình khuyên các bạn là nên lên VIP 2 để quay hồn vũ khí. Thời đại này rồi, các bạn cứ bỏ VIP 2 là các bạn vẫn hơn VIP 0. Đấy, easy. Nó sẽ khác biệt với nông dân, với người mà nạp VIP 2 sẽ khác biệt lắm bạn. VIP 0, VIP 2, VIP 0 tới VIP 2 giờ là rất là khác biệt. Thì sự kiện trong đây còn cái gì nè. Sự kiện trong đây cái này thì đăng nhập nhận quà. Cái này mình up lâu rồi mình cũng không cần. Tại vì ạc bỏ rồi, mình đâu chơi nữa đâu. Ạc thọt quá trời thọt, mình đâu có chơi nữa. Mặc dù là có VIP. Cái này là tiêu kim cương. Tiêu kim cương. Vòng 2 bên đây ngộ mà. Vòng 2 bên server Đài Loan mình hiện tại là con Saiki được hoàng kim cương. Còn bên đây thì đồ ăn boss với mấy cái đồ nâng môn, hạ môn cũng keo đấy. Kệ cũng đúng. Cũng đúng là cho các bạn nhiều kim cương này, cho nhiều đồ thì keo lại tí thì cũng bình thường. Đó là ưu đãi quá thì chết nhà phát hành, mà không ưu đãi quá thì nó mấy người chơi than. Bởi vậy thì có được này mất kia đó các bạn ạ. Và đang đua con Terry đây. Terry XEE. Terry LR tư chất 15. Mình cũng, nếu mà các bạn muốn hiểu thêm con Terry này á thì trên nhóm mình có cái bản dịch sẵn luôn, và mình cũng có review sẵn luôn. Hồn gấu đấy, hồn gấu thì các bạn xài được, xài nếu mà lâu dài thì không được, nhưng mà nếu mà cái team các bạn thiếu đam hoặc là cần các bạn team của bạn vừa cần đam mà vừa cần boost thì Terry và bạn vẫn có thể suy nghĩ lại nha. Thì hiện tại video của mình cũng đã dài rồi, thì mình xin kết thúc video tại đây. Rất vui được đồng hành cùng các bạn ở server WeWe này. Nếu các bạn ủng hộ mình thì hãy nhấn thích video này, đóng góp ý kiến của các bạn dưới phần bình luận, của video này. Đăng ký kênh để giúp cho mình có những động lực để phát triển lên kênh lên, để có động lực làm nhiều video ra cho các bạn xem hơn. Đấy, và nhấn nút chuông thông báo cho nhỏ để cập nhật tất cả video của mình mới ra. Và hãy nhớ rằng game ít thôi, và hãy dành thật nhiều thời gian cùng với người thân và gia đình. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.